con vò xoáy bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Tới rồi mọi người ơi. Ủa, đây, mọi người hãy nhìn đi. Thơm cái gì? Cột mốc biên giới. Đây là một nơi mà chúng ta phải hỏi Lê Dương Vũ Lâm rất là rành kiến thức. Hãy cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, đây là ngày xưa khi mà mình học lịch sử. Lịch sử nha. Sự không nói bậy nói bạ được rồi. Đây là cột mốc biên giới Việt Nam Lào Campuchia đúng không? Đây gọi là gì? Đây gọi là gì? Ba nước Đông Dương. Cột mốc này là gọi là ngã ba Đông Dương. Lên. Ôi, ở trên đây có hoa gì nè? Hoa giả quỳ. Đúng vậy, hoa giả quỳ. Chúng ta phải hiểu tại sao ban tổ chức sắp xếp cho chúng ta sáng sớm tinh sương chưa ăn uống gì hết mà lên đây. Đúng. Sao vậy? Em nghĩ là ngắm cái gì trên đó? Và khả năng là trên đây là view rất đẹp luôn. Đúng rồi. Chúng ta có thể chờ mặt trời lên. Giờ này mặt trời chưa lên nha. Khi ông mặt trời thân dậy, mẹ lên đây, em lên đầu, hoặc là em đồ bán tiếng hát. Nhịp xin ông lăn nhẹ thắm trên vai, đồ hoa trên đôi đâu hé môi cười. Đưa em vào đời đẹp như mơ, đưa em vào đời đẹp dưới đông này. Anh mới bịa cái lời sau đó, anh mới bịa cái lời sau đó. Mệt quá, mệt rồi. Ê, nãy chạy mệt nha. Ôi, thì ra trên đây có cả camera à? Phải không? Wow. Cục diện này cái nấm anh ơi, cái nấm mà. Mọi người có phát hiện gì không? Sao vậy? Chúng ta để hai bên đường đi. Hai bên đường đi. Ngay chỗ cột mốc này mà có con gà sao? Con gà, gái cái là con gà, gái cái là ba nước nghe luôn. Trời ơi. Bà con là vậy đi làm liền. Wow. Đây là bên Việt Nam nè. Campuchia bên Lào. Lào. À. Ồ, bây giờ em mới biết á. Bên đây là Campuchia, bên kia là Lào, ở giữa là Việt Nam. Nè, có ba đường đi luôn nè. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Ồ. Vậy là mình đi xuống đây là mình đi qua bên Campuchia luôn. Đúng không anh? Hả? Đúng không anh? Đúng rồi. Wow. Chúng ta cần một thông tin ạ. Thổ địa. Đó, chương trình sẽ cho chúng ta biết. Ý chương trình kìa. Ủa? Nó dừng trên ở đây hả? Trời, không thấy luôn trời. Quay phim giờ giả được cái nắm không? Không thể quay phim nào hết. Không thể quay phim nào hết. Chào mừng các thành viên của chương trình 2 ngày 1 đêm đến với vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn hùng vĩ. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại tỉnh Kon Tum và nơi chúng ta đang đứng ở một điểm rất thiêng liêng, cột mốc biên giới ngã ba Đông Dương, nơi thể hiện chủ quyền lãnh thổ và tình hữu nghị của Việt Nam, Lào, Campuchia. Và chủ đề của chuyến đi lần này chính là chúng ta là anh em, chúng ta là anh em. Anh em, anh em. Để có thêm những thông tin hữu ích về cột mốc ngã ba Đông Dương này, chúng tôi có mời đến đây một khách mời. Anh ấy sẽ chia sẻ đôi điều với các nghệ sĩ. Wow. Chào anh. Xin chào các thành viên của chương trình 2 ngày 1 đêm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thiền, công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bây, bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum. Ngày 29 tháng 11 năm 2007 thì cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia được khởi công xây dựng. Và đến ngày 18 tháng 1 năm 2008 thì cột mốc được khánh thành. Và cột mốc này được thiết kế thân hình trụ có chóp tam giác đều. Chiều cao của cột mốc là 2m. Mặt mốc quay về lãnh thổ của mỗi quốc gia. Và tên mặt mốc được khắc hình quốc huy và ghi số 5 tấm mốc. Và cột mốc thì được cắm trên đỉnh núi có độ cao 1086m so với mặt nước biển. Và cắm tại quả đồi về phía Việt Nam thì thuộc xã
Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Và cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia thì nó là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị, hòa bình, ổn định phát triển, hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam Lào và Campuchia. Anh cho em hỏi là tức là ngay cái móc này luôn, tính được cái đỉnh này là luôn, thì có nghĩa là vài bước chân là Campuchia, vài bước chân là Lào rồi. Đúng rồi. Trời ơi, 2 năm rồi chưa được đi nước ngoài. Anh nói đi hai nước về cho mấy chứ. 2 năm rồi mới đi được nước ngoài đó. Đi được ngoài đó anh. Không cần bo luôn. Không cần passport. Xin cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của anh Nguyễn Văn Hiền. Bây giờ xin mời các nghệ sĩ có thể tham quan ở khu vực xung quanh cột mốc ngã ba Đông Dương này. Hello Lý Vũ Lam. Hello Lý Vũ Lam. Hello Ngô Kiến Quy. Hello Chris Phan. Hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn đi du lịch rất là tiết kiệm chi phí. Phan gì liếu lử vậy? Hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn một phương thức đi du lịch rất là tiết kiệm chi phí, thời gian đi ba nước một lúc trong vòng 1 phút. Wow, hiện tại chúng ta đang có mặt ở Việt Nam nha các bạn nha. Còn chần chờ nữa chúng ta cùng đi. Đi nước khác nào. Bay thôi. Lai bơi đi. Chào mừng các bạn đến Lào rồi. Sao mà nhanh dữ vậy? Đi tiếp nào, thời gian không cho phép. Chào mừng mọi người. Ta đã đến Thái Lan rồi. Campuchia rồi. Thôi về nước nào. Wow, như vậy chỉ trong mấy bước chân mà chúng tôi đã được 3 nước rồi. Các bạn có thấy nhiệm màu hay không? Quá là nhiệm màu đi. Nếu nhiệm màu thì đây là một xe một la chúng tôi nhé. Đúng, và chương trình chúng tôi là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Che mặt anh mình. Ủa vậy hả? Anh Hiền. Bên kia có phải là cửa khẩu của nước Lào không anh? Đúng rồi, đấy là cửa khẩu quốc tế Phú Cưa của Lào. Chúng ta đang nhìn thấy đấy là cửa khẩu quốc tế Phú Cưa đúng không? Nhiệm vụ xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của cửa khẩu quốc tế Phú Cưa. Còn đây là đường này đi xuống Lào. Đường này là đi xuống lãnh thổ của Lào rồi. Và đường tuần tra của Lào. Đấy, chúng ta đang nhìn thấy có cái trắng tiền quốc môn. Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bi. Bây giờ bình thường mà khách du lịch đi lên đây thì kiểu là có ai hướng dẫn là được đi tới đâu không anh? Khách du lịch lên đây các bạn phải đăng ký chứng minh nhân dân, số người, phương tiện. Thì đó, sau đấy là chúng tôi sẽ có một cái nhóm gọi là cái tang nhóm của các đơn vị. Thì người ta sẽ nhắn lên rằng là người như thế đấy. Rồi phân công ra đó, biển số xe người ta lên đúng tham rồi. Quan của mình mới kiểm soát được. Mình dòm thử coi cái phía dưới là cái gì. Hướng này là Lào anh? Lào. Cái chỗ hồi nãy mình không quẹo trái, mình lên đây mình đi thẳng luôn là gặp cái cửa khẩu đó, cửa đó. Anh em mình chưa có một tấm nào á. Ở đây đi. Đúng rồi. Quê hương đẹp quá. Nè, cái chỗ nãy chúng ta dừng, chúng ta quẹo lên đây nè. Mà chúng ta đi thẳng luôn á là qua bên Lào đó. Cửa khẩu của Lào kìa, thấy không? Cái nhà mà có cái nóc trắng trắng hả anh? Rồi, một tấm hình kỷ niệm mấy anh em mình nào. Dạ. Dạ, chào anh. Rồi, dạ, thế chào các anh kia nha. Dạ, anh kêu anh. Dạ, chào anh. Chủ đề chuyến đi lần này là chúng ta là anh em, không chỉ gắn kết tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên, mà còn là dịp để các bạn gắn kết nhiều hơn với ekip. Ngày hôm nay, chúng tôi mời các bạn tham gia vào một hoạt động, đó là phát thẻ đeo cho ekip chương trình. Hy vọng các bạn có thể biết tên của nhau dễ dàng hơn để chúng ta gắn bó với nhau như một gia đình. Xin mời thẻ đeo. Chúng tôi xin tri ân. Tri ân bộ phận cameraman Lữ Quang Hạnh. Thẻ tên cho chị Mai Hồng Thắm à. Chị, đó đúng rồi. Dạ. Mai Hồng Thắm. Dạ, Trần Úc. Nguyễn Thành Trung là ai à? Trần Long Hải. Anh Thư à. Nguyễn Thị Thùy Trang à. Lê Minh Tiến à. Chị Uyên luôn à. Chào anh Tuấn ha. Nguyễn Văn Trung à. Nguyễn Cao Nhân à. Kỷ niệm nha. Các đội chơi hôm nay sẽ được sắp xếp dựa trên tiêu chí cần gắn kết nhiều hơn giữa các bạn. Hai thành viên sẽ là một đội. Các bạn có đoán được mình sẽ về đội ai không ạ? Tôi xin phép không về đội chung với lại Hiếu thứ hai ạ. Sao vậy anh? Mới đẻ hôm qua không biết gì về đời hết.
Chúng tôi cũng xin phép không về đội Lê Dương Vũ Lâm ạ. À. Sao vậy anh? Nói nhiều nhức đầu lắm. Trời anh biết nhiều thì anh gắn kết với em nó để sang lại. Nói cho vui thì thôi chứ ai cũng ok mà. Dạ. Tôi không về đội với Lê Dương Vũ Lâm ạ. À. Sao vậy? Sao vậy? Ủa anh gắn kết với chàng em lại chứ. Phải gắn kết lại chứ. Em không về đội với Big Bang à. Không về đội Big Bang. Chào Cúp Bay. Ê ê anh vậy chàng thấp giai đi chung à. Đúng rồi. Vậy chàng thấp giai đi chung là đi luôn. Xác định luôn từ đầu á. Nói chứ sao cũng được à. Tại vì ở bên ngoài anh em đã gắn kết quá nhiều rồi. Ngại ngùng và không thoải mái chắc chắn là không có đâu. Bởi vì anh em đã trải qua quá nhiều thứ rồi. Trời, nếu mà bây giờ mình nói khó nói với mọi người nhiều nhất là chỉ có Hiếu hai thôi chứ không có ai hết trơn. Không ngại cả, kể cả Hiếu là người mình mới làm việc gần đây mình cũng ngại mà. Tại vì toàn là đàn ông trai với nhau, có gì là cứ nói với nhau chứ có gì đâu phải ngại. Không có ngại ngùng với ai hết á, thật sự. Tụi mình á mà trở thành một gia đình á thì chơi hết mình và lúc nào cũng nhiệt huyết hết cỡ hết á. Năm người còn lại đều như nhau, xếp đội nào chơi đội đó chơi hết mình là cái tiêu chí của 6 thành viên ở trong 2 ngày 1 đêm rồi. Chúng tôi sẽ quyết định chia đội như sau. Cặp đầu tiên chính là Kiều Minh Tuấn và Chris Phan. Yeah. Vậy đi không? Làm gì vậy em? Anh vui thật sự không? Vui. Anh vui trong lòng không? Em thấy là anh bằng mặt nó bằng lòng đó. Chúng ta là anh em. Ở cái buổi phỏng vấn lần trước là em cũng có nói là em muốn chơi cùng với anh Kiều Minh Tuấn. Mình rất là thích cái cách của anh Tuấn khi xử lý mọi tình huống. Mình thích cái sự tinh tế đó của anh Tuấn và mình muốn thử cách nói với anh Tuấn một lần. Đừng có đè cái dây. Ủa, vậy không sao. Em lấy ra cho anh coi nè. Ghê quá. Ủa chẳng lẽ anh ơi là sao anh nói cửa về đội em được? Dây chằng mà. Em nghĩ hai cái người xui nhất trong 6 người của mình sẽ chơi chung nhau. Trời ơi. Đó là Thái Thiên Hiếu. Cái gì? Không, anh nghĩ là chắc chắn là chương trình sẽ sách anh với Hiếu thứ hai bảo đảm luôn. Đội tiếp theo sẽ là đội của Ngô Kiến Huy và Thưa quý vị, trải qua 2 ngày 1 đêm vừa rồi thì khi mà ăn chung và ngủ chung với anh Ngô Kiến Huy thì tôi phát hiện ra anh Ngô Kiến Huy rất là dễ thương. Và kể từ nay tôi sẽ hứa là giảm chơi với anh Trường Giang lại, giảm chơi với Kiều Minh Tuấn lại và chơi thân với anh Ngô Kiến Huy là anh bắp của tôi. Chắc là chung đội với anh Ngô Kiến Huy đi. Nếu mà hai người xui với xui cộng lại thì nó là hơn á. Đội của Ngô Kiến Huy và Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Trời ơi. Nhức đầu luôn. Trời ơi, nhức đầu luôn. Trời ơi. Em đã ít ở gì trải nghiệm, mà Lâm á trải nghiệm lung tung hết á, lúc này lúc kia không ổn định. Trời ơi. Sao mà anh bình yên được? Những chuỗi ngày không bình yên quá. Ồ, em cân tim nó sao ướt mặt vậy? Có nào chương trình nữa à? Đây là giờ tập gym bắt anh tập chung. Các bạn có hài lòng với đội chơi của mình chưa ạ? Đội em hài lòng. Hài lòng bên à? Bên em rất hài lòng. Và bên em xin đề cử Jennifer đi cùng với Hiếu Hai. Không. Khi mà mọi người biết công thức rồi, đúng, xui đúng, bụng xui đúng. Là xui hơn. Bụng nổ hả? Bụng nổ hả? Vậy? Gì em giấu? Em là người mà lành lặn nhất ở trong cái team mình. Đúng rồi, hết đất thử rồi. Thôi không rảnh anh để chưa. Rảnh vậy.